Chào mọi người, bây giờ mình đang có mặt tại nhà hàng Cùng Khương các bạn. Đây là một cái nhà hàng rất là đẹp của thành phố Cần Thơ. Bây giờ mời các bạn cùng tham quan nhà hàng Cùng Khương với mình nha. Nhà hàng này với không gian rất là thoáng mát các bạn. Ở bên dưới có du thuyền tổ chức cho các du khách có thể là đặt tiệc ăn ở dưới du thuyền các bạn. Và du thuyền có thể chạy ra ngoài kia ngoài khơi để cho du khách vừa thưởng thức cảnh sông nước vừa ăn uống trên du thuyền các bạn. Không gian rất là rộng rãi thoáng mát. Ở đây mình chỉ quay một góc thôi các bạn, một góc nhỏ của nhà hàng thôi, còn nhà hàng rất là rộng các bạn. Nhà hàng trang trí rất là đẹp. Ở bên đây chỉ là một cái bên hông của nhà hàng thôi. Còn các phía sau và phía bên hông bên kia và bên trong nhà hàng rất là rộng lớn. Và hôm nay đến nhà hàng này thì có một cái sự cố là những cái món ăn mà các bà chị mình gọi thì nhà hàng đã hết. Vì thế mà các chị giận cho nên là các chị đi ra các bạn, đi chỗ khác các bạn. Vì thế là mình không có cơ hội đi quay dài hơn cho các bạn xem.